Xin thì chào quý cô chính trị và bạn yêu Lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 18 tháng 9 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần, những cái mặt hàng kg rất là đẹp với giá cực kỳ là yêu thương để cô chú anh chị có thể sưu tầm chơi hoa xuân hoa Tết ạ. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng mình mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái dòng kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng ạ. Kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng, cô chú anh chị nhìn này, hàng cực kỳ là đẹp luôn nhé. Cái dòng kiều vuông mỡ gà của vùng quê ba Cao Bằng quê em không dài như những vùng miền khác, nhưng đảm bảo là nhỏ nhưng có võ, hoa cực kỳ là sai bông. Cô chú anh chị về lên giò với những cái thân ngắn nhỏ như vậy thì sẽ rất là dễ ghép, mà đồng thời thì những cái cây nhỏ nhưng mà nó vẫn rất là sai hoa, nên là khi mà ra hoa thì rất là tuyệt vời luôn. Em bán 210.000 cho 1 kg thôi. Và sang bên này đây sẽ là dòng kiều vuông cánh trắng, cô chú anh chị nhìn lô hàng đẹp mê ly đúng không ạ. Em bán với giá 220.000 cho 1 kg, hàng này thì có thể kích hoa để nó nở đúng thời điểm Tết luôn. Và sang bên này đây sẽ là cái lô hoàng thảo hoàng lạp. Cô chú anh chị nhìn là những cái rề rất là vừa, tầm ghép hàng không rời và rề rất là vừa, cô chú anh chị ạ, đẹp. Đó, rất là đẹp luôn. Hàng rề mà lại không có nhiều củ già, cắt tỉa rất là kỹ luôn. Em bán có 130.000 cho 1 kg thôi. Sau bên này là một cái lô dáng hương tam bảo sắc, một cái dòng hàng quốc dân hương thơm. Hương thơm phải nói là vô cùng là quyến rũ. Với bản thân em thì cái mùi hương tam bảo sắc là cái mùi hương có lẽ là em rất là yêu, rất là thích trong cái mặt mùi hương của dòng dáng hương ấy, cô chú anh chị. Em bán với giá chỉ có 160.000 trong 1 kg thôi nhé, cô chú anh chị nhé. Đây là những cây mà đã được lựa chọn là những cây gọi là đẹp trong những cái lô hàng mà người ta nhập vào vườn ấy. Và sau bên này đây sẽ là dòng dáng hương quế tím với sắc hoa tím hồng rất là đậm, và hoa như tam bảo sắc nhưng cái sắc hoa tím hồng, và cái mùi hương thơm sẽ đậm mùi hương hơn so với cả cái hoàng thảo tam bảo sắc này nữa, dáng hương tam bảo sắc này nữa, cô chú anh chị này. 140.000 cho 1 kg thôi. Hoàng thảo hương vani, một cái dòng hàng mà có bông hoa hồng với những suối hoa hồng rất là xinh và cái mùi hương ngọt ngào, hương vani ngọt ngào rất là quyến rũ. 140.000 cho 1 kg. Sau bên này đây sẽ là cái dòng dáng hương hoàng nhạn, với loại lan mà người ta coi là đệ nhất hương này, cô chú anh chị nhỉ, được coi là chị em song sinh, cái dòng lan hoàng nhạn tháng 8 ạ. Vài dòng dáng hương hoàng nhạn này thì em xin phép được bán nó với giá là 600.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,1 kg, 0,1, cô chú anh chị có thể sở hữu khoảng tầm 3 cho đến 5 cây, cô chú anh chị nhé, 3 cho đến 5 cây ạ, hoặc là có thể 6 cây. Sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương đuôi trồn, hàng xanh mướt, cây vừa tầm ghép tuyệt vời luôn, có thể trồng trụ hoặc là ghép chậu đều rất là đẹp. Em bán 180.000 trong 1 kg. Và sau bên này đây sẽ là dòng đùi gà tròn của vùng Cao Bằng, được coi là một trong những vùng miền có lẽ là hiếm có cái mặt bông nào nó đẹp và to cũng như là rực rỡ hơn cái vùng miền gà tròn của vùng Cao Bằng. Hoa thì gần giống như thân thì gần giống gà dẹt, nhưng khi một mà sổ hoa, bông hoa to và rực rỡ, mắt nhung đen rất là đẹp luôn. Đó, hàng xanh tươi mướt như thế này. Em bán là 190.000 trong 1 kg nhé. Sau bên này đây sẽ là hoàng thảo vẩy rồng ạ. Vẩy rồng với những cái rề rất là xanh lá, cái dòng hoàng thảo vẩy rồng ít khi nào có hàng nó nhiều lá đẹp như vậy về lắm, cô chú anh chị ạ. Vẩy rồng với giá là 110.000 cho 1 kg nhé. Giá hương đuôi sóc này, cô chú anh chị này. Cây từ tầm trung đến cây lớn, cô chú anh chị ạ. Không có ra hàng giống nhỏ luôn, cái này rất là đẹp. Em bán với giá là 120.000 trong 1 kg thôi. Sau bên này đây sẽ là dòng dáng hương hải âu. Dáng hương hải âu ạ. Những cây lá xếp thẳng tắp rất là xinh. Em bán 120.000 trong 1 kg. Và đặc biệt là cái lô bên này thì em có cái lô cái tiểu hồ điệp, cô chú anh chị nhé. Nói là tiểu hồ điệp thôi nhưng mà cần hoa của nó khi mà nở hoa thì đa sắc màu, và cần hoa có thể phân nhánh. Độ dài của một cần hoa có thể dài đến cả 40 cm. Nó là tiểu hồ điệp thôi nhưng mà cô chú anh chị thấy là cần hoa rất là dài và đẹp luôn. Cô chú anh chị về ghép có thể được những tác phẩm rất là tuyệt vời, dễ thùng dễ chăm. Em bán là 150.000 trong 1 kg thôi. Em sẽ bán từ 0,3 kg luôn đấy ạ. Và sau bên này đây sẽ là dòng kiều vàng. Dòng kiều vàng xanh lá, hàng chờ đợi cho một mùa hoa xuân tuyệt rực rỡ đấy ạ. Em bán là 180.000 trong 1 kg dòng hoàng cái kiều vàng này nhá.
Giáng hương cẩm báo, một cái loại cây mà em thấy là cái ngay từ cái thân lá đã tỏa ra cái mùi hương thơm rồi. Giáng hương cẩm báo 180.000 trong 1 kg. À, bên này đây thì hôm nay em có một cái lô, em còn có một cái lô, đây là cái lô hài mốc hồng duy nhất, nó phải tầm trên 50 cây. Cái dòng hài mốc hồng mà hoa thường là ở nở Tết ấy, thời điểm mà bình thường năm nào cứ đến Tết là bên Trung Quốc người ta cũng sẽ tuồn sang Việt Nam mình rất là nhiều những cây hài mốc hồng để bán với cái giá rất là đắt. Thì cái dòng hài mốc hồng hiện tại đang chuẩn bị làm nụ rồi đấy, từ nụ đến khi nó hoa thì cũng rất là lâu. Em bán với giá cả lô này là 45.000. Và bên này thì em có một cái lô gồm có những cây huyết nhung vàng. Cái dòng huyết nhung hàm vàng là một cái dòng lan khá là hiếm này. Một vài nhánh huyết nhung vàng này có chú ý chị này. Để đủ có chú ý chị là một giò sưu tầm. Hai dề hoàng phi hạc, thân căng mướt đẹp luôn. Em bán cả cái lô này với giá là 70.000 nhá. 70.000 cho cái lô này, được hai loại lan rất là đẹp này. Sang bên này đây sẽ là những cái cây đai châu hồng gấm. Cái sắc hoa tím hồng cực kỳ là xinh đẹp luôn mà rất là thơm ạ. À. Cái dòng châu hồng gấm này hoa cho hoa quanh năm cô chú anh chị ạ. Hoa rất là thơm mà cực kỳ là bềm hoa. Hoa vừa có sắc tím vàng trắng rất là xinh đẹp luôn. Cô chú anh chị nhìn cho em, ở bên ngoài thì nó còn xinh hơn rất là nhiều. Một cái chậu như thế này em bán với giá là 130.000 cho một chậu nhé. À, và sang bên này đây sẽ là những cái dòng nhạn 4N. Những cái cây nhạn 4N khi mà cô chú anh chị trồng chăm có thể thỏa mãn được những đam mê của cô chú anh chị. Đối với cái dòng giáng hương hoàng nhạn này ạ. Dòng giáng hương hoàng nhạn nhé. Nếu như nhạn rừng thì cô chú anh chị trồng chăm thì khó mà có thể lớn được như ý. Nhưng riêng dòng nhạn 4N này nó sẽ giúp cho cô chú anh chị thỏa mãn được cái đam mê chăm. Nó sẽ được những cây hoàng nhạn rất là lớn, rất là đẹp luôn. Và em bán một cái cây nhạn 4N như thế này này, với giá chỉ có 120.000 cho một cây thôi cô chú anh chị nhé. 120.000 cho một cái chậu nhạn 4N, rơi vào 2-4-5 cặp lá, 2-4-5 cặp lá cô chú anh chị ạ. Đó, dòng nhạn 4N 120.000 cho một cây. Cái dòng hoa vừa đậm mà lại có thể cao lớn, trưởng thành, cô chú anh chị chăm chút thì nó có thể rất là lớn. Và bên này đây ạ, dòng giả hạt Di Linh Xuân. Cái dòng hàng hiện tại đã thắt hết ngọn rồi cô chú anh chị này. Một chậu là một thân nụ luôn. Cái dòng này Di Linh Xuân này là hoa nó sẽ nở thời điểm Tết nhé, chú anh chị nhé. Đây này, một cái chậu giả hạt Di Linh Xuân thân to đùng và mập nụ như thế này. Em xin phép được bán với giá là 60.000 cho một chậu. Đấy, hiện tại cây đã đứng hết ngọn rồi. Đây là cái dòng lan phi điệp mà nở hoa Tết giả hạt Di Linh Xuân ạ. Hàng này hàng ươm ki cô chú anh chị nhé. Đấy, nên là thời điểm bây giờ đã đứng hết thân cũng như là thắt ngọn hoàn toàn như thế này. Em xin phép nhắc lại giá là 160.000 cho một chậu. Chậu có thể một cây hoặc hai cây, nếu như một cây nó sẽ to, rất là to mập. Đấy, rất là to mập, nó sẽ dài trên 40 cm, còn hai cây nó có thể khoảng tầm 35 cm mỗi một cây ấy cô chú anh chị. Đấy, cô chú anh chị nào mà lấy 3 chậu em sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị luôn. 60.000 cho một chậu và 3 chậu em sẽ bao phí vận chuyển nhá. Và sau bên này đây sẽ là những cái cây thiên nga này cô chú anh chị này. Cái dòng thiên nga hiện tại thì trong cái lô hàng này này, cô chú anh chị nhìn ạ. Củ căng mướt rất là đẹp luôn, cái dòng thiên nga. Hàng này là chuẩn thiên nga cô chú anh chị nhá. Cây bây giờ đã trưởng thành hết rồi và bắt đầu là đi rụng lá cô chú anh chị nhìn những củ già này không còn một tí lá nào. Rụng lá và một dạo nữa là sẽ bắt đầu cho nụ cho hoa nhá. Mỗi cây thiên nga như vậy em xin phép được bán với giá là 60.000 cho một chậu. 60.000 cho một cái chậu thiên nga này. Em có 3 màu sắc thì cô chú anh chị đó lựa chọn. Đó là dòng thiên nga đen. Tượng trưng cho vẻ đẹp huyền bí, một cái dòng thiên nga mà được rất là nhiều người ưa thích. Và dòng thiên nga màu nâu đỏ. Nâu đỏ nhá, đỏ nâu ấy cô chú anh chị, màu cũng rất là đẹp luôn. Và một màu nữa đó chính là dòng thiên nga xanh. Đấy, hay người ta còn gọi là ngọc trai xanh ấy ạ. Xin nhắc lại đồng giá là 60.000 cho một chậu cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây ạ, là những cái giò phi điệp 5 cánh trắng họng hồng. Cái năm đầu tiên nhất em bán chậu một thân dài khoảng tầm 30 cm thôi. Người ta cũng bán khoảng tầm 250 cho đến 300.000 rồi. Thậm chí có nơi người ta còn bán trên 300. Cái dòng phi điệp 5 cánh trắng họng hồng. Cái dòng hàng mà có hoa trắng tinh với họng hồng cực kỳ là đẹp. Và đặc biệt là cũng sẽ là cái dòng hoa nở đúng thời điểm Tết nhé. Một cái chậu như thế này ạ, rơi vào 2-4-5 thân hoặc là 6 thân. Đấy, tùy từng chậu, nếu mà chậu mà ngắn hơn ấy thì nó sẽ rơi vào 6 thân. Còn những cái chậu nào mà thân dài to mập nù như thế này cô chú anh chị này, cái lô hàng phải nói là siêu đẹp, thân thì gần như to bằng cái ngón tay cái luôn cô chú anh chị ạ, cực kỳ là đẹp luôn và thắt hết ngọn rồi. Mới chậu như thế này em xin phép bán đồng giá là 180.000. 180.000 thôi cô chú anh chị nhé. Kể cả những cái người mà đã từng chơi lan rất là lâu rồi thì cái mặt bông 5 cánh trắng họng hồng vẫn là cái mặt bông cực kỳ là hấp dẫn với bất kỳ một người chơi lan nào cô chú anh chị ạ. Đẹp,
hoa cực kỳ là sai mà cây giống rất là khỏe. Đây hoàn toàn là hàng ươm ki nên là chuẩn mặt bông cây giống của chú anh chị nhé. 180.000 cho một chậu để cô chú anh chị có một cái tác phẩm lan 5 cánh trắng họng hồng tuyệt vời chơi hoa Tết hoa xuân ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái giò đen rô xuân. Những bông hoa đen rô xuân đủ sắc màu rất là xinh đẹp, có hương thơm và hoa rất là bền. Riêng dòng đen rô xuân này thì cô chú anh chị sở hữu cái mặt bông nào thì cũng không phải lăn tăn. Thậm chí có những cây cánh trắng và mắt đỏ rất là đẹp luôn. Nói chung là cái hàng này thì hàng hoa xổ số thôi cô chú anh chị nhá. Đây này, đó, chậu thì rơi vào 5-6 thân, thân căng mập. Hàng này bình thường là nó sẽ nở hoa Tết ạ. Em bán một cái chậu như vậy chỉ với giá có 150.000 thôi. Xong sang bên này đây sẽ là những cái chậu kiều lộc bắc. Những chậu kiều lộc bắc khá là nhiều thân và trước đây, từ trước nay thì người ta bán vài 300.000 cho một chậu kiều lộc bắc đúng không ạ? Và hiện tại thì em bán là 130.000 cho một chậu kiều lộc bắc này cô chú anh chị nhé. Sang bên này sẽ là một cái lô, hôm nay em cập bến cái lô cập bến dòng cát le, dòng cát một lá bông đại. Với những có những cái sắc hoa cam, cánh vàng cam và lưỡi cánh vàng và lưỡi màu cam đỏ rất là đẹp luôn, bông hoa to đùng luôn, hương thơm thì vô đối luôn cô chú anh chị ạ, cực kỳ là thơm. Hoặc là cũng có những cái bông hoa sắc tím phớt hồng và cái lưỡi của nó thì có màu vàng ạ. Nói chung là cái mặt bông nào cũng đều rất là đẹp này, cũng có những cái mặt bông nó hơi xanh xanh cốm. Nói chung là mặt bông nào thì cũng đều rất là xuất sắc cô chú anh chị ạ. Và một cái chậu như thế này hiện tại nó đang nụ đang hoa, em xin phép được bán với giá là 130.000 cho một chậu nhá. Cây rất là khỏe cô chú anh chị ạ. Đấy, chậu cây lan rất là khỏe mà dòng này thì hoa nở quanh năm. 130.000 cho một chậu. Và tiếp sang bên này đây thì em có những cái chậu thanh đạm Indo. Cái dòng hàng thì hoa muối với những cần hoa sai chi chít và siêu thơm cái dòng thanh đạm Indo này này. Cái chậu như thế này trước đây chắc người ta phải rơi bán khoảng tầm 500-600. Thì hiện tại này, hàng này đang chuẩn bị đi vào cái mùa nụ rồi đấy ạ. Em bán có 230.000 cho một cái chậu thanh đạm Indo này thôi cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị nào theo dõi và chơi lan lâu chắc chắn biết là cái dòng thanh đạm Indo này về cái giá trị của nó rồi. Sau bên này sẽ là cái dòng lan hồ điệp. Dòng hồ điệp hiện tại đang nụ đang hoa và cái mầm rễ, bộ rễ rất là khỏe luôn. Đó, đang nụ này. Đây là sắc hoa tím đỏ, tím hồng đỏ rất là đẹp nhá. Em bán một chậu như vậy với giá chỉ có 50.000 thôi. Một chậu lan như thế này cô chú anh chị có thể để trong một chậu một phòng khách hay là để trong phòng khách vào phòng làm việc, có thể trưng được trong cái thời gian trên 2 tháng này. Đó, có 50.000 cho một chậu thôi ạ. Sau bên này đây sẽ là những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc này. Với những cái thân thắt đốt sáng bóng như những hạt ngọc luôn ạ. Thân căng phình như thế này đang chờ đợi hứa hẹn cho một cái mùa hoa tuyệt vời ở xuân nhá. Nói chung cái dòng này ấy, thì không chỉ chơi hoa đẹp mà cái thân của nó, cái thân hoa của nó, cái thân của nó ấy, cũng đều được ngắm rất là tuyệt vời luôn. Với giá em bán là 160.000. 160.000 cho cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc như thế này đấy ạ. Hoa của nó thì, cái sắc hoa của nó thì có lẽ là đảm bảo một cái điều rằng khi mà cô chú anh chị được thưởng thức hoa của hàng xào chuỗi ngọc chắc chắn là vô cùng hài lòng về cái độ rực rỡ của cái dòng chuỗi ngọc này. 160.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan kiếm này cô chú anh chị này. Đây là những cái chậu lan kiếm tiên vũ hàng rừng. Đó, thì mỗi một chậu như vậy thì rất là nhiều thân và bản lá láng tít luôn. Em bán 110.000 cho một chậu. Ngoài ra thì riêng dòng lan kiếm ấy ạ, thì em còn có, hôm nay thì em còn có những cái cây kiếm va. Nói chung là hàng là những cái cây kiếm gọi là đứng tóc đầu trong cây mặt bông kiếm ấy, với giá cực kỳ là rẻ luôn. Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị nhé. Ở đây thì em có rất là nhiều những cái mặt hàng em đã chia ra theo từng hình rồi ở đây ạ. Cô chú anh chị cùng em ngắm lại cái lô giả hạc Di Linh Xuân. Chậu 1-2 thân siêu nù và cực kỳ là đẹp luôn. Cái dòng hoa nở Tết có 60.000 cho một chậu thôi. Đấy, em xin phép được giới thiệu từng hình đến cô chú anh chị. Đầu tiên là quế lan hương. Cái dòng coi là cái dòng lan coi là đệ nhất hương ấy cô chú anh chị. Cái mùi cái dòng lan mà có lẽ là ai chơi lan cũng đều rất là yêu mến, đều muốn sở hữu. Cái hình số 1 này có 190.000 thôi. Một lô quế lan hương là xếp 6 cây. Hình số 2 là một cái hình gồm có 4 ngọn quế lan hương. Đấy, 4 ngọn quế lan hương to nhé, em bán 200.000. Và tiếp theo sẽ là hình số 3. Cái hình này cũng là 3 ngọn quế xếp thẳng tắp luôn này cô chú anh chị này. Hàng này cô chú anh chị lên giò thì quá đẹp luôn. Bán với giá 200.000 ạ. Và sang hình tiếp theo, hình số 4, 5 cây. 5 cây quế lan hương ở đây em bán với giá là cũng 200.000. Và hình số 5, 4 cây ạ. 4 cây quế lan hương ở đây giá em bán là 200.000. Và hình số 6, 8 cây quế lan hương tất cả nhé. 8 cây quế lan hương tất cả đấy ạ. Đều toàn bộ đều là những cây xếp rất là xinh. Em bán cái hình này với giá cũng là 200.000.
Đó, cô chú tùy cô chú anh chị lựa chọn nhé. Sang bên này đây sẽ là những cái hình kiều dẹt, là một trong những cái dòng lan kiều mà coi là đẹp nhất trong tất cả những dòng lan kiều hiện tại, thì dòng kiều này cũng rất là hiếm rồi. Đó, thì những cái cây chậu lan kiều này này, dòng kiều dẹt cái chậu số 7. Cái hình số 7, cái lô kiều dẹt số 7 này. Xin phép bán với giá chỉ có 160.000 thôi cho tất cả lô kiều dẹt này. Hình số 8 nguyên một dề rất là đẹp luôn ạ. Nguyên một dề kiều dẹt rất là đẹp, 180.000. Và hình số 9. Hình số 9 là một cái lô kiều dẹt này, em xin phép được bán với giá. Nó cũng là một dề với cả một khóm nhỏ ở đây nữa. 130.000 cho cái hình này cô chú anh chị nhá, 130.000 thôi ạ. Đây ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 10. Số 10 cái lô kiều dẹt này. Xin phép bán với giá 160.000. Và hình số 11 ạ. Hình số 11 cái lô kiều dẹt này em bán với giá là 150.000. Và hình số 12, hình số 12 với giá em bán là 160.000, nó có hơn 100.000 thôi cô chú anh chị được những ý phần kiều dẹt cực kỳ là đẹp để sưu tầm. Hình số 13, hình số 13 này em bán với giá là 160.000 cho cái hình số 13 này nhá. Sau bên này đây sẽ là phần dáng hương đuôi cáo ạ, của vùng rừng Cao Bằng này ạ. Cái hình cáo này. Đây là một cái cặp đôi này gồm có hai cây này cô chú anh chị này. Và bên này cũng là cặp đôi mẹ con nhé. Và thêm một cây rời nữa. Chỗ này đủ, cả lô này đủ cô chú anh chị làm một giò cực kỳ là to và đẹp luôn. 150.000 ạ. Sang hình tiếp theo là hình số 15. Cái lô này có 13 cây, em bán 100.000. Hình số 16 cũng là 13 cây, 100.000. Và hình số 17 em cũng bán 100.000, chắc cũng tầm trên 10 cây. Hình số 18 cũng là 13 cây cô chú anh chị ạ. 120.000 thôi cho hình này này. Thân căng mướt cực đẹp luôn. Hình số 19 ạ. 19 là những cây lá xếp V thẳng tắp luôn. Hàng cáo cây cực đẹp đây, 140.000. Và hình tiếp theo là hình 20. Hình 20 này là một cái cây mẹ con vô cùng đẹp luôn này. Hình này là có 4 cây nhá, chính chị nhá. 4 cây ạ. Và cái lô này em xin phép được bán nó với giá cũng chỉ có 150.000 thôi ạ. Cho hình số 20. Hình số 21 là nguyên một dề. Nguyên một dề cực kỳ là đẹp luôn. Cái lô này có dề này có 2 này. 3, 4, 5, 6, 7 7 cây cô chú anh chị nhá. Đấy, cô chú anh chị nhìn ạ. Nó nguyên một dề như thế này. Khi mà sổ hoa thì nó sẽ nở đồng loạt. Cây thì cùng một hướng như vậy. Nên là khi mà sổ hoa, hoa của nó sẽ rủ ra phía đằng sau cực kỳ là đẹp luôn. Và cái hình 21 này nguyên một cái dề như vậy, nó bằng hàng nguyên bản luôn cô chú anh chị. Về chỉ việc đặt váy chậu hoặc là cái gỗ lũa để ghép vào là được rồi cô chú anh chị ạ. Nguyên một dề bằng nguyên bản luôn. Em bán cái hình này với giá 200.000. Và sang bên này đây sẽ là một cái giò nguyên bản, nguyên sơ cô chú anh chị nhá. Nhìn không lại thấy mê rồi, những cần hoa của năm ngoái nó này cô chú anh chị này. Nếu mà nó đang sổ bông thì có phải là quá là tuyệt vời không? Với những cần hoa cực kỳ là dài, cần hoa cũ rất là dài như thế này, đẹp cô chú anh chị ạ. Cái giò này chắc khoảng tầm bao nhiêu cây nhỉ? Dạ. Nói chung là cây này ấy, cái giò này ấy, chắc là nó chịu, nó ở nắng ngoài nắng có khi là ngoài nắng 100% luôn ấy, nên là những cái lá này này là nó bị cháy nắng ấy cô chú anh chị, vàng do nắng chói ấy. Nhà về chỗ cô chú anh chị chắc chắn là sẽ rất là dễ sống bởi vì là nó chịu nắng chịu nóng quen rồi mà. Cái hình này chắc tầm khoảng 10 cây cô chú anh chị nhá, cái giò này nguyên bản này cực kỳ là đẹp luôn. Nhìn những cái cần hoa, nhìn những cái cần dây quả của nó không đã thấy rất là mê rồi. Cái giò này em xin phép được bán 350.000 nhá. 350.000 cho giò dáng hương đuôi cáo nguyên bản cực kỳ là đẹp này. Em quay xa để cô chú anh chị. 350.000 cô chú anh chị ạ. Đấy, dân người ta từ xa xa lấy về nhìn thấy những cái dãy quả, những cái cây lan rất là đẹp như này đã cực kỳ là thích rồi ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò già hạc Pháp, cũng là những cái giò lan mà hoa nở Tết đây cô chú anh chị này. Cái sắc hoa đỏ đậm và vô cùng là sai bông đẹp tuyệt vời đấy ạ. Trước đây là một thân, như vậy là trên 100.000 ấy cô chú anh chị. Một cái giò như thế này chắc khoảng tầm 800-900. Thì hiện tại cái giò này em gọi là giò 23. Cái giò đẹp mili như thế này cho mình một tác phẩm tuyệt vời như này có 220.000 ạ. Và hình tiếp theo hình 24 200.000. Và hình số 25 190.000. Hình 26 em bán 220.000 và hình 27 200.000. Bên này sẽ là đại ý thảo cô chú anh chị nhé. Cái dòng lan đại ý thảo, một cái cây lan rừng hiện tại là trên rừng là gần như không có, đã được khai thác hết rồi và chỉ còn có nhà vườn người ta giữ giống lại thôi. Một cái dòng lan hoa rất là to, cái dòng đại ý thảo này 210.000 cho cái hình số 28. Và hình số 29 đại ý thảo 220.000. Và hình tiếp theo hình 30 210.000. Và hình số 31 cũng là đại ý thảo với giá em bán là 220.000.
Và hình tiếp theo sẽ là hình số 32, 210.000. Sau bên này sẽ là những cái giò chầm rồng đỏ ạ. Chầm rồng đỏ từ trước nay thì cô chú anh chị biết rồi. Cái năm đầu tiên, cái dòng lan mà hoa nở Tết vô cùng là giá trị. Hiện tại thì cây đã bắt đầu là đứng ngọn và dần dần bắt đầu xuống lá rồi đấy ạ. Bông hoa đỏ đậm và vô cùng thơm. Một cái sắc màu mà phù hợp để mà chơi những cái ngày Tết, cô chú anh chị nhá. Dòng chầm rồng đỏ. Trước đây một thân đầu tiên, những cái năm trước đây em được bán một thân khoảng tầm 300.000, cô chú anh chị ạ. Thì hiện tại một cái chậu như thế này, nó trước đây phải trị giá khoảng tầm 700-800.000. Thì bây giờ nó còn có, em bán với giá chỉ còn có 180.000 cho cái giò này 4 thân nhé. Và hình tiếp theo sẽ là hình số, hình tiếp theo sẽ là hình số 34 ạ. Hình số 34 này có 245 thân, 245 thân cô chú anh chị này, với giá em bán là 160.000. Và sang bên này đây sẽ là hình số 35, tùy cô chú anh chị lựa chọn nhé. 35 4 thân cực kỳ là mê luôn, nó to như ngón tay cái của em luôn. Em bán là 180.000 cho cái giò này, 180.000 cho cái giò này là giò 35. Đấy. 180.000 thì mỗi thân như thế này có hơn có 40.000 cô chú anh chị ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 36. Cái giò 36 này em xin phép được bán nó. Giò này có 2, 4, 5, 6 thân tất cả. 2, 4, 5, 6 thân, 5 thân, 2, 4, 5 thân. Em bán cái giò này với giá là 170.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 37. Hình 37 đây. 37 đây là một cái giò nó có bị lỗi ngọn một chút xíu. Nói chung là cây thì đã đứng hết ngọn rồi nhưng mà nó bị lỗi ngọn một chút. Nên là cái giò này em sẽ chỉ bán 100.000 thôi ạ. Rất là đáng sưu tầm luôn. Rồi một cái giò tiếp theo là một cái giò thân siêu bự chảng. Cái thân cao nhất có hẹn lẽ khoảng tầm 80 cm. Và chậu này toàn bộ là 4 thân. Xin phép bán cái giò này với giá là 180.000 nhá. Là hình số 38 ạ. 180.000 cho cái giò này ạ. Cực kỳ là nhìn mê luôn. Đấy ạ. Thân to đùng hơn cả ngón tay, bằng ngón tay cái luôn cô chú ý chị này. Đấy ạ. Đấy là còn chưa căng hết thân nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 39. Cái chậu này là ba thân cũng to bự luôn ạ. Cái thân cao nhất chắc khoảng tầm 60 cm gì đó. 160.000 thôi cô chú anh chị nhá. Đấy, với số tiền hơn 100.000 cô chú anh chị được một cái giò lan quá là đẹp luôn rồi đúng không ạ? Và hình tiếp theo này là cái hình số 40 cũng là 160.000. Đấy. Cái dòng lan này nếu như cô chú anh chị mua hoa về chơi á, chơi xong mình vứt đi, như cái dòng lan này mình chơi xong rồi, hoa vừa thơm vừa đẹp lại còn được cái cây giống tuyệt vời. Sang bên này sẽ là những giò long tu xuân, cái hàng long tu xuân của vườn nhà em ạ. Và cái bảng long tu xuân này hiện tại mắt nụ hiện chi chít hết luôn rồi đấy ạ. Những nơi ấm áp thì nó có thể nở hoa Tết, hoa cực kỳ là sai đây. 150.000 cho hình 41 nhá, hình 42 140.000 ạ. Và hình số 43 140.000. 44 một cái giò vôi duy nhất 140.000. Và 45 một cái bảng trầm rừng em bán 120.000. 46 cũng là 120.000. 47 một bảng rất là đẹp 130. 48 130. 49 là một giò phi điệp cánh viền, một cái dòng lan mà hoa của nó đã được công nhận là một cái mặt bông đẹp ở rất là nhiều cái hội triển lãm về hoa lan của chú anh chị này. Cái giò 49 này thì em chỉ bán 120 thôi cô chú anh chị nhé, một cái mặt bông rất là đẹp ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 51, 140.000 thôi cho giò phi điệp cánh viền này. Và số 52, hình số 52 ở đây em cũng bán là 140.000. Hình 53, hình số, đây là hình số 50, hình số 50, 140.000. Hình số 52 với giá cũng 140.000. Và sang bên này đây sẽ là những cây kiếm va, như lúc nãy em đã nói rồi. Cái dòng kiếm va một cái thân chỉ khoảng tầm 40-50.000 thôi cô chú anh chị ạ. Là đều là những cái mặt bông gọi là tóc đầu. Tóc đầu trong những cái mặt bông kiếm va cô chú anh chị nhé. Đây ạ, đầu tiên sẽ là dòng trắng hạ long. Cô chú anh chị nào chơi lan lâu thì biết rồi, trắng hạ long. Một cái dề này có tất cả là ba thân mập và khỏe đẹp như thế này. Giá có 150.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và hình tiếp theo cũng là trắng hạ long ạ, 54 trắng hạ long. Em cũng bán cái hình này là có 4 thân. Xin phép bán với giá 180.000. Sang tên bên này sẽ là hình số 55. Hàng này thì em bao chuẩn mặt hoa của chú anh chị nhé. Là một cái chậu vị hoàng. Chậu vị hoàng là một cái dòng lan kiếm tiên vũ. Nó chỉ đứng sau xanh Huế và Phan Trí.
Năm trước đây là cách đây 1-2 năm em mua một thân là trên 3 triệu cô chú anh chị ạ. Dòng lan kiếm vị hoàng. Cô chú anh chị biết là giá trị của nó như thế nào rồi. Cái giò này của em là có 2 4 2 1 2 3 4 5 và các cái mầm đang lên này cô chú anh chị này. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 900 nghìn cho cái giò vị hoàng này cô chú anh chị nhé. 4 5 thân. 900 nghìn thôi ạ. Và hình tiếp theo cũng là vị hoàng hình 56. Hình 56, giò này có 3 thân. Láng tít cực đẹp luôn. Có 600 nghìn, hàng bao chuẩn mặt bông cô chú anh chị nhé. Em bao chuẩn mặt bông luôn đấy ạ. Và bên này đây cũng là vị hoàng này. Vị hoàng ở đây em có cái hình này gọi là hình số 71. Cái giò 71 này của em là có, đây cô chú anh chị nhìn này, một cái tác phẩm luôn. Cái giò này trước đây phải tầm khoảng tầm 20 triệu. 2, 4, 5, 6 thân ạ. 6 thân này em xin phép được bán cái giò này với giá là 1.200.000 cô chú anh chị nhé. Và sang hình tiếp theo. Hình tiếp theo là một cái chậu kiếm. Đây là kiếm trắng Thái Nguyên. Trắng Thái Nguyên ạ, một cái mặt bông kiếm mà cực kỳ là đẹp luôn. Một cái chậu này rất là xung xuê nhá. Cái chậu này thì nó phải rơi vào mười mấy thân gì đó. Đó. Một cái chậu, một cái tác phẩm đẹp như thế này. Xung xuê như thế này. Xin phép được bán với giá là 700.000 cho cái chậu này nhá. Là hình số 57. Chú ý chị nhìn cho em. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 58 này. 58 cái giò này là có 4 thân. 4 thân này là cái dòng kiếm cánh bầu Hải Phòng. Vàng cánh bầu của Hải Phòng ạ. Em bán với giá là 200.000 thôi. Đó, 200.000 thôi một cái chậu lan sử, một chậu lan va cực đẹp như vậy. Hình tiếp theo là vàng, cũng là vàng cánh bầu Hải Phòng. Cái chậu này em cũng bán là 200.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số cũng là trắng Thái Nguyên. Trắng Thái Nguyên. Cái giò này là hình số 60 nhá. Hình 60 này có hai thân thủ rất là đẹp. Em bán giò này với giá là, em bán với giá 120.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 61. Hình 61 đây là một cái chậu kiếm cũng là trắng Thái Nguyên. Giò trắng Thái Nguyên này 3 thân và các mầm đang lên cực kỳ là đẹp luôn. Cũng là thân thủ rất là tuyệt vời. Xin phép bán với giá là 180.000 cho giò này. 180.000. Sang bên này đây là một cái giò thân thủ rất là đẹp luôn. Đây là cái giò kiếm Taiwan 4. Taiwan 4. Dòng kiếm Taiwan 4 này là một trong những cái mặt bông kiếm gọi là đẹp top. Trong cái top đầu trong những dòng kiếm, kiếm của dòng hoa kiếm Thái của chú anh chị. Hoa vừa có hương thơm luôn. Cái giò này em xin phép được bán nó với giá là 450.000. 450.000 cho giò 62 và giò 63. Cũng là Taiwan. Giò số 63 này cũng là một cái giò Taiwan. Cái giò này thì em có bao nhiêu thân nhỉ? 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 thân ạ. 7 thân. Em xin phép được bán cái chậu này với giá là 450.000 thôi. Đấy, 450.000 thôi nhá. Và sang hình tiếp theo là hình số, bên này cái hình này em gọi là cũng là Taiwan. Taiwan. Taiwan 4 hình 64. Cái giò như vậy. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em. Với giá là 400.000. Và hình tiếp theo là hình số 65. 65 này của em là vàng Tây Ninh. Vàng Tây Ninh đứng ngang bằng với vị hoàng. Đó, bình thường giá rẻ bèo nhất người ta bán là cũng là 250, đúng không ạ? Hiện tại. Trước đây thì không nói, trước đây là vài triệu một thân. Thì cái giò này em có tất cả là 4 thân như vậy, em xin phép được bán 800.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình 66. Bình An Kiếm, một mặt bông phải nói siêu xuất sắc luôn. Bản thân em thì cực kỳ là thích cái mặt bông của dòng Bình An Kiếm này. 3 thân, 180.000. Và hình tiếp theo hình 67. 67 này. Là một cái giò bầu, Bana bầu. Dòng Bana bầu này cũng là một cái mặt bông cực đẹp cô chú anh chị ạ. Bana bầu này là 4 thân và em xin phép được bán với giá là 200.000. Và hình tiếp theo là hình số 68. Cái giò 68 này. Vàng Tuyên Quang với cái mặt bông nổi tiếng là đẹp và hàng thân thủ với cần hoa cực kỳ là dài đúng không ạ? Khuôn bông hoa đẹp. Cái giò này thì chắc khoảng tầm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thân gì đó. Xin phép bán với giá là 300.000. Và sang bên này đây sẽ là một cái giò kiếm siêu đẹp. Lá láng tít. Lá láng tít, một cái giò kiếm cánh bầu. Tiên Vũ cánh bầu, khuôn bông hoa đẹp, mặt bông rất là đẹp.
Và cả cái chậu này về cô chú anh chị để sang một cái chậu khác, để ở ngoài sân để tạo ra một cái giò, một cái khoảng, một cái không gian cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị này. Dòng kiếm này dễ thuần dễ chăm. Dễ thuần dễ chăm mà lại chơi lá đẹp mà đến mùa hoa thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Đó, và cái giò này em xin phép được bán với giá chỉ có 700.000 cho cái giò kiếm rất là khủng này thôi cô chú anh chị nhá. Giò kiếm cực kỳ là khủng như vậy. Và cô chú anh chị cùng em xem cái mặt bông của dòng lan kiếm này. Mặt bông rất là xinh đẹp luôn đấy ạ. Tiên vũ cánh bầu nhá. 700.000 cho cái giò lan cực kỳ là xuất sắc này. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái giò lan hình số 70. Cái giò hình 70 này là một cái giò lan vàng cánh chim. Cái giò này 7 thân cô chú anh chị ạ. 7 thân và em xin phép được bán nó với giá là 350.000. Và sang hình tiếp rồi ạ. Ở đây thì ngoài ra thì em còn có thêm rất là nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan ạ. Và những cái đặc sản vùng miền Cao Bằng em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị luôn này. Bên này thì em có măng mầm siêu ngon cô chú anh chị nhá. Cực kỳ là ngon và sạch luôn, rất là đảm bảo về an toàn về chất lượng luôn. 200.000 cho một tủ 1 kg. Và bên này sẽ là chè ô long của vùng Nguyên Bình, trồng ở vùng núi Phe Đén với độ cao trên 1.000 m², với giá em bán là 170 cho một túi 1 kg. À nửa kg ạ. Bên này sẽ là dễ mũ cân 120, nấm ngọc cầu 150, chuối hụt khô với giá 150, tầm gửi cây chanh 220, tầm gửi cây nghiến 190. Hoàng tinh em bán 200.000 cho 1 kg. Bên này sẽ là các chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông nhé. Em có đủ size 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong 1 kg, dớn vụn 40.000 trong 1 kg, rêu rừng 50.000 trong 1 kg, duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000 và hồng nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp lưỡi chất AB, 85.000 cho một lọ, B1 thái 40.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây 30.000 cho một lọ, siêu dơ rễ N3M 30.000 cho một lọ, ba loại phân bón thông minh tăng chậm có kiểm soát đồng giá 35.000 cho một lọ, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ. Và B1, B12 giải độc cho cây là em bán 30.000 cho một lọ. Bên này đây em có Chichodema phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một cái gói như vậy. Một túi này là 1 kg với giá là 50.000. Một hộp như vậy là 1 kg với giá em bán là 130.000. Và phân bón dạng túi lọc với giá là 35.000 cho một cái hộp với 20 túi lọc bên trong. Dây buộc lan chiều dài 100m, giao cắt kèm theo cực diện dụng 35.000 cho một cuộn. Và bên này sẽ là cái kim kim bun đặc trị thường ngũ 35.000 cho một gói nhé. Chicho để cái phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương. Đã ủ men vi sinh cũng như ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng với sản phẩm này với giá 35.000. Sản phẩm khi mà cô chú anh chị sử dụng có thể trộn với cả giá thể hoặc là bón một cách trực tiếp cho cây. Cái sản phẩm mà em nghĩ rằng là nó cực kỳ là tuyệt vời. Thứ nhất là hạn chế được nấm bệnh tối đa mà cung cấp dinh dưỡng một cách tối ưu nhất. Và đặc biệt là cô chú anh chị bỏ thoải mái bón mà không sợ đen đầu rễ như những dòng phân mà cô chú anh chị đã từng sử dụng. Đấy, rất là an toàn luôn cô chú anh chị nhé. Và ngoài ra em vẫn có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng nhé. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt, một lọ 40.000 ạ. Có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí và mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn an thần tuyệt vời luôn. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị theo dõi. Xin phép dừng clip ở đây ạ.